Này Kiều Thi Ca đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nếu đối với pháp không quên mất chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập pháp không quên mất nếu đối với tánh luôn luôn xả chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập tánh luôn luôn xả vì sao này kiểu thi ca vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với trí nhất thiết chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập trí nhất thiết nếu đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao này kiểu thi ca vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn đà la ni nếu đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn tam ma địa. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa để an trụ tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả dự lưu chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả dự lưu, nếu đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều thi ca, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả vị độc giác, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị độc giác. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì quả vị độc giác để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này kiểu thi ca, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao này kiểu thi ca vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được